Hi, xin chào anh em viewer thân mến của Minh Phụng Music. Bình thường các bạn đã xem những chuyến đi giao đàn đến khách hàng của team. Hôm nay để tạo bầu không khí với giai điệu tươi mới đến các bạn, mình sẽ giới thiệu quy trình đóng hàng từ kho đến khi mang lên xe để đưa tới đại lý. Mọi người hãy xem để biết được đầy đủ nhất về quá trình phân phối của Minh Phụng Music nhé. Đa phần khách hàng hiện nay khi chọn mua một mẫu đàn organ thì yêu cầu hơi khắt khe một tí, vừa thích nhiều chức năng đa dụng, vừa kiểu dáng hiện đại trẻ trung, vừa có giá cả phải chăng cũng như thích hợp với mọi đối tượng. Nghe thì có vẻ như là một mẫu đàn của tương lai, nhưng mẫu đàn đó hiện có mặt tại đây ngày hôm nay, thậm chí nó còn được phân phối với số lượng lớn với hơn hàng chục chuyến xe Honda để vận chuyển. Đây sẽ là mẫu đàn với mức giá rất dễ tiếp cận với đa số người dùng và đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Để đem đến các nhà đại lý những cây đàn organ Cutman K150 đảm bảo chất lượng thì team Minh Phụng Music đã có mặt tại kho để bắt đầu đóng gói hàng. Đây là cảnh bên trong xưởng sản xuất với các loại nhạc cụ đa dạng và nhiều mẫu mã. Bạn nhân viên đang chọn lựa sẵn các cây K150 và sắp xếp gọn gàng trước khi bắt đầu đóng gói để tránh những cơn mưa bất chợt vào mỗi buổi chiều, cũng như đem đến sự thẩm mỹ an toàn cho sản phẩm. Các bạn nhân viên bắt đầu quấn màn bọc ni lông cho từng cây đàn. Đội ngũ đang làm việc hăng say không ngừng nghỉ, tỉ mỉ từng kiện đàn. Khi đã đóng hàng kỹ càng sẽ đến công đoạn ghi series từng cây để tránh sai sót khi giao. Các bước kiểm tra đã hoàn tất, chúng ta lên đường thôi. Trên những nẻo đường đầy nắng và gió, với dòng người ngược xuôi, nét đẹp lao động của team Minh Phụng Music như tô điểm thêm màu sắc cho thành phố giữa trưa hè. Cuối cùng anh em tụi mình đã đến với đại lý của cửa hàng, xuống hàng và đem vào trong thôi mọi người. Với một đội ngũ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm thì buổi giao hàng organ K150 đã kết thúc thuận lợi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chia sẻ về buổi làm việc hôm nay thì hy vọng sẽ mang lại giá trị và cho các bạn một lý do để lựa chọn mẫu đàn organ này. K150 có thiết kế gọn nhẹ, tinh tế và tiện lợi, có thể mang đi mọi nơi, dễ sử dụng và giá cả thì quá là ok luôn cho những người mới làm quen với đàn organ. Để đảm bảo các bạn có cái nhìn tổng quan về mẫu đàn này, mình đã làm video review về K150 ở những clip trước. Để biết thêm thông tin chi tiết và chức năng cũng như thiết kế của cây K150 này, các bạn hãy vào kênh tìm kiếm từ khóa K150 và tham khảo nha. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình. Nhớ like, share, subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.